Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 78, phẩm vào pháp giới thứ 39, phần 19. Bồ Tát Từ Thị Nhiếp Đức Thành Nhân Tướng. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử chắp tay cung kính bạch với Đại Bồ Tát Di Lặc rằng: Đại Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Đại Thánh, tất cả Như Lai thọ ký cho Ngài, còn một đời nữa sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc đó Thiện Tài đồng tử chắp tay cung kính bạch với Đại Bồ Tát Di Lặc rằng: Đại Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Đại Thánh, Ngài đã được tất cả chư Phật thọ ký, còn một đời nữa sẽ đắc được quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu còn một đời nữa sẽ đắc được vô thượng Bồ Đề, tức đã siêu việt chỗ trụ xứ của tất cả Bồ Tát, tức đã vượt qua bậc ly sinh của tất cả Bồ Tát, tức đã viên mãn tất cả ba la mật, tức đã vào sâu tất cả các môn nhẫn, tức đã đầy đủ tất cả Bồ Tát địa, tức đã du hí tất cả môn giải thoát, tức đã thành tựu tất cả pháp tam muội, tức đã thông đạt tất cả Bồ Tát hạnh, tức đã chứng được tất cả Đà La Ni biện tài, tức đã đắc được tự tại ở trong tự tại của tất cả Bồ Tát. Nếu còn một đời nữa sẽ đắc được vô thượng Bồ Đề, tức đã siêu việt quả vị sở trụ của tất cả Bồ Tát, tức đã vượt qua quả vị ly sinh của tất cả Bồ Tát, tức đã viên mãn tất cả pháp ba la mật, tức đã vào sâu tất cả các môn vô sinh pháp nhẫn, tức đã đầy đủ tất cả Bồ Tát địa, tức đã du hí tất cả môn giải thoát, tức đã thành tựu tất cả pháp tam muội, tức đã thông đạt tất cả Bồ Tát hạnh, tức đã chứng được tất cả Đà La Ni biện tài, tức đã đắc được nhậm vận tự tại ở trong tự tại của tất cả Bồ Tát, tức đã tích tập pháp trợ đạo của tất cả Bồ Tát, tức đã du hí trí huệ phương tiện, tức đã sinh ra đại thần thông trí huệ, tức đã thành tựu tất cả học xứ, tức đã viên mãn tất cả diệu hạnh, tức đã viên mãn tất cả đại nguyện, tức đã lãnh thọ tất cả chư Phật thọ ký, tức đã biết rõ tất cả môn các thừa, tức đã kham thọ được tất cả Như Lai hộ niệm, tức đã nhiếp thọ được tất cả Phật Bồ Đề, tức đã tích tập pháp trợ đạo của tất cả Bồ Tát, tức đã du hí trong pháp môn trí huệ phương tiện, tức đã sinh ra đại thần thông trí huệ, tức đã thành tựu tất cả quả vị vô học, tức đã viên mãn tất cả hạnh vi diệu, tức đã viên mãn tất cả đại nguyện đã phát ra, tức đã lãnh thọ tất cả chư Phật thọ ký, tức đã biết rõ tất cả môn các thừa, tức đã kham thọ được tất cả chư Phật hộ niệm, tức đã nhiếp thọ được tất cả Phật Bồ Đề, tức đã thọ trì được pháp tạng của tất cả chư Phật, tức đã thọ trì được tạng bí mật của tất cả chư Phật Bồ Tát, tức đã có thể làm thượng thủ trong tất cả chúng Bồ Tát, tức đã có thể làm đại mãnh tướng phá tan phiền não ma quần, tức đã có thể làm đại đạo sư thoát khỏi đồng hoang sinh tử, tức đã có thể làm đại y vương trị các mê hoặc bệnh nặng, tức đã có thể làm tối thắng trong tất cả chúng sinh, tức đã đắc được tự tại trong tất cả chủ thế gian, tức đã có thể tối đệ nhất trong tất cả thánh nhân, tức đã có thể tối tăng thượng trong tất cả thanh văn duyên giác, tức đã thọ trì được pháp tạng của tất cả chư Phật, tức đã thọ trì được tạng bí mật của tất cả chư Phật Bồ Tát, tức đã có thể làm thượng thủ trong tất cả chúng Bồ Tát, tức đã làm đại mãnh tướng quân phá tan phiền não ma quân, tức đã có thể làm đại đạo sư thoát khỏi đồng hoang sinh tử, tức đã có thể làm đại y vương trị các mê hoặc bệnh nặng, tức đã có thể làm tối thắng trong tất cả chúng sinh, tức đã đắc được tự tại trong tất cả chủ thế gian, tức đã có thể tối đệ nhất trong tất cả thánh nhân, tức đã có thể tối tăng thượng trong tất cả thanh văn và duyên giác, tức đã có thể làm người lái thuyền ở trong biển sinh tử, tức đã có thể bủa lưới điều phục tất cả chúng sinh, tức đã có thể quán căn của tất cả chúng sinh, tức đã có thể nhiếp thọ tất cả cõi chúng sinh, tức đã có thể thủ hộ tất cả chúng Bồ Tát, tức đã có thể đàm luận tất cả việc Bồ Tát, tức đã có thể đi đến chỗ tất cả Như Lai, tức đã có thể ở trong hội của tất cả Như Lai, tức đã có thể hiện thân ở trước tất cả chúng sinh, tức đã có thể không nhiễm tất cả pháp thế gian, tức đã có thể làm người lái thuyền ở trong biển sinh tử, tức đã có thể bủa lưới điều phục tất cả chúng sinh, tức đã có thể quan sát căn của tất cả chúng sinh, tức đã có thể nhiếp thọ tất cả cõi chúng sinh, tức đã có thể thủ hộ tất cả chúng Bồ Tát,
tức đã có thể đàm luận tất cả việc Bồ Tát, tức đã có thể đi đến chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật, tức đã có thể ở trong hải hội của tất cả chư Phật, tức đã có thể hiện thân ở trước tất cả chúng sinh, tức đã có thể không nhiễm trước tất cả pháp thế gian, tức đã có thể vượt qua tất cả cảnh giới ma, tức đã có thể an trụ tất cả cảnh giới Phật, tức đã đến được cảnh giới vô ngại của tất cả Bồ Tát, tức đã tinh cần cúng dường tất cả chư Phật, tức đã đồng thể tánh với tất cả các Phật Pháp, đã cột lụa diệu Pháp, đã thọ Phật quán đảnh, đã trụ nhất thiết trí, đã khắp sinh tất cả Phật Pháp, đã sớm lên bậc nhất thiết trí, tức đã có thể vượt qua tất cả cảnh giới ma, tức đã có thể an trụ tất cả cảnh giới Phật, tức đã đến được cảnh giới vô ngại của tất cả Bồ Tát, tức đã tinh cần cúng dường tất cả chư Phật, tức đã đồng thể tánh với tất cả các Phật Pháp, đã cột lên lụa diệu Pháp, đã thọ chư Phật quán đảnh, đã trụ ở trong nhất thiết trí huệ, đã khắp sinh tất cả Phật Pháp, đã sớm lên bậc nhất thiết trí. Đại Thánh, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Tùy chỗ tu học sớm được đầy đủ tất cả Phật Pháp, đều có thể độ thoát chúng sinh nghĩ nhớ đến. Khắp thành tiểu viên mãn đại nguyện đã phát, khắp rốt ráo các hạnh đã sinh khởi, khắp an ủi tất cả trời người, chẳng phụ thân mình, chẳng dứt tam bảo, chẳng hư trùng từ tất cả chư Phật Bồ Tát hay thọ trì pháp nhãn của tất cả chư Phật. Những sự việc như vậy, xin hãy vì con mà nói. Đại Thánh, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu hành Bồ Tát đạo? Tùy chỗ tu học sớm được đầy đủ tất cả Phật Pháp, đều có thể độ thoát chúng sinh nghĩ nhớ đến. Khắp thành tựu viên mãn đại nguyện đã phát ra, khắp rốt ráo các hạnh đã sinh khởi, khắp an ủi tất cả trời người, chẳng phụ thân mình, chẳng dứt giống tam bảo, chẳng hư trùng tử tất cả chư Phật Bồ Tát hay thọ trì pháp nhãn của tất cả chư Phật. Những sự việc như vậy, xin hãy vì con mà nói. Bấy giờ Đại Bồ Tát Di Lặc quan sát tất cả đạo tràng chúng hội, chỉ thị thiện tài mà nói rằng: Đại chúng, các vị thấy vị đồng tử này hôm nay đến chỗ ta hỏi Bồ Tát tu hành các công đức chăng? Lúc đó Đại Bồ Tát Di Lặc quan sát đại chúng trong tất cả đạo tràng chúng hội, chỉ thị thiện tài đồng tử mà nói rằng: Đại chúng, các vị thấy vị đồng tử hôm nay đến chỗ ta hỏi Bồ Tát tu hành các công đức chăng? Đại chúng, vị đồng tử này dũng mãnh tinh tấn, trí nguyện không tạp, thâm tâm kiên cố, luôn không thối chuyển, đầy đủ hy vọng thủ thắng như cứu đầu lửa cháy, không có nhàm đủ, ưa thích thiện tri thức, gần gũi cúng dường, tìm cầu khắp nơi, phụng thờ thỉnh pháp. Bồ Tát Di Lặc lại nói: Đại chúng, vị đồng tử này, thần cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, thân tâm dũng mãnh tinh tấn, chẳng khi nào giải đãi. Vị này lập trí nguyện rất thuần khiết, không tạp loạn, thâm tâm rất kiên cố như kim cang. Vì tu Bồ Tát đạo luôn luôn không thối chuyển Bồ Đề tâm, đầy đủ hy vọng thủ thắng. Hy vọng gì? Hy vọng thành Phật, giống như bảo hộ căn lành của mình, khẩn cấp như cứu đầu của mình bị lửa cháy, lúc nào cũng cầu thiện tri thức, không khi nào nhàm đủ, thích gần gũi thiện tri thức, thích cúng dường thiện tri thức, thích học tập pháp môn của thiện tri thức tu, muốn thành tựu vô thượng Bồ Đề, cho nên đi khắp nơi tìm cầu thiện tri thức, phụng thờ thiện tri thức, thỉnh thiện tri thức khai thị pháp của tất cả chư Phật nói. Chúng ta hãy nghĩ xem, thiện tài đồng tử từ vô lượng kiếp đến nay, dụng công tu hành cho đến bây giờ vẫn đang tu hành, không có giây phút nào giải đãi, đời đời kiếp kiếp đều dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta tu đạo mới có 2 ngày rưỡi thì muốn đắc được cái này, lại còn muốn đắc được cái nọ, làm sao có thể được chứ? Chúng ta vốn chẳng có hành Bồ Tát đạo, làm sao đắc được trí huệ của Bồ Tát, công đức của Bồ Tát? Phải tu hành Bồ Tát đạo, lợi người chẳng lợi mình thì mới đắc được trí huệ và công đức của Bồ Tát, bằng không như người ngu nằm mộng, bánh vẽ không thể no được. Đại chúng, vị đồng tử này trước đây ở tại Phước Thành thọ giáo Bồ Tát Văn Thù, lần lượt đi về hướng Nam cầu thiện tri thức, đã trải qua 110 vị thiện tri thức rồi, sau đó mới đến chỗ ta, chưa từng tạm khởi một niệm lười mỏi. Bồ Tát Di Lặc lại nói: Đại chúng, vị đồng tử này trước đây ở tại Phước Thành đã từng thọ giáo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, cho nên phát nguyện tham phương thiện tri thức, lần lượt từ hướng Bắc đi về hướng Nam, đi khắp nơi tìm cầu thiện tri thức, đã trải qua 110 vị thiện tri thức rồi, sau đó mới đến lầu các báu lớn. Vị đồng tử này gần gũi nhiều vị thiện tri thức như vậy, hoặc thọ giáo sự giáo hóa của thiện tri thức, hoặc được thiện tri thức khen ngợi, hoặc bị thiện tri thức của trách, nhưng vị này chẳng sinh khởi một niệm lười mỏi giải đãi. Vị này có ý chí kiên nhẫn bất khuất, đáng quý lắm thay.
đại chúng vì đồng từ này rất là khó có. Xu hướng đại thừa, ngồi nơi đại huệ, phát đại dũng mãnh, mặc giáp đại bi, dùng tâm đại từ cứu hộ chúng sinh, khởi đại tinh tấn hành ba la mật, làm đại thương chủ hộ các chúng sinh, lái thuyền pháp lớn đưa qua các biển cõi, trụ nơi đại đạo, tích tập đại pháp bảo, tu các pháp trợ đạo rộng lớn. Bồ Tát Di Lặc lại nói, đại chúng, vị đồng từ này rất là khó có. Xu hướng Phật Pháp Đại Thừa, ngồi nơi đại trí huệ tinh tấn hướng về trước, phát đại dũng mãnh, mặc giáp đại bi, dùng tâm đại từ bi để cứu hộ tất cả chúng sinh, khởi đại tinh tấn hành ba la mật, làm đại thương chủ bảo hộ tất cả chúng sinh, lái thuyền pháp lớn, đưa tất cả chúng sinh qua biển tam giới 25 cõi, an trụ nơi bồ đề đại đạo, tích tập hết thảy đại pháp bảo, tu trì các pháp trợ đạo rộng lớn, tức cũng là pháp môn trợ giúp tu đạo với nhau. Người như vậy khó có thể nghe được, khó có thể thấy được, khó được gần gũi, cùng ở, cùng tu với nhau. Tại sao vậy? Vì vị đồng tử này phát tâm cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh giải thoát các khổ, vượt qua các cõi ác, lìa các hiểm nạn, phá tối vô minh, thoát khỏi đồng hoang sinh tử, chấm dứt luân hồi các cõi, vượt qua cảnh giới ma, chẳng chấp trước pháp thế gian, thoát khỏi bùn lầy ái dục, dứt tham lam, giải trừ kiến chấp, ràng buộc, hoại nhà, tư tưởng, đoạn tuyệt đường mê, hàng phục tràng, kiêu mạn, nhổ mũi tên mê hoặc, diệt trừ ngụ nghỉ, cắt lưới ái, diệt vô minh, vượt qua dòng các cõi, lìa xiểm nịnh, tịnh tâm cấu bẩn, dứt si hoặc, thoát sinh tử. Lời như vậy khó có thể nghe được tên, cũng rất khó có thể thấy được, cũng rất khó được gần gũi, cũng rất khó được phụng thờ, cũng rất khó được ở chung với nhau, cũng rất khó được cùng tu chung với nhau. Tại sao vậy? Vì vị đồng tử này phát tâm cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh giải thoát các khổ, vượt qua bốn cõi ác, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, liệt khỏi các hiểm nạn, phá trừ đen tối vô minh, thoát khỏi đồng hoang sinh tử, chấm dứt sáu nẻo luân hồi, vượt qua cảnh giới ma, chẳng chấp trước pháp thế gian, thoát khỏi bùn lầy ái dục, đoạn tuyệt tham lam, giải trừ kiến chấp ràng buộc, phá hoại nhà vọng tưởng, đoạn tuyệt đường mê hoặc, hàng phục tràng kiêu mạn, nhổ mũi tên mê hoặc, diệt trừ ngủ nghỉ, cắt đứt lưới ái, tiêu diệt lửa vô minh, vượt qua dòng các cõi, lìa xiểm nịnh, thanh tịnh tâm cấu bẩn, dứt trừ si hoặc, thoát khỏi sinh tử. Đại chúng, vị đồng tử này vì những người bị bốn dòng cuốn trôi mà tạo thuyền pháp lớn, vì những người bị bùn lầy kiến chấp nhấn chìm mà kiến lập cầu pháp lớn, vì những người bị si ám hôn mê mà thắp sáng đèn đại trí huệ, vì những người đi trong đồng hoang sinh tử mà khai thị thánh đạo, vì những người mang bệnh nặng phiền não mà điều hòa thuốc pháp, vì những người gặp khổ sinh già bệnh chết cho uống cam lồ khiến cho họ được an ổn, vì những người vào lửa tham sân si mà tưới nước định khiến cho họ được mát mẻ. Người nhiều lo buồn thì an ủi khiến cho họ an vui. Người bị nhốt trong ngục hữu lậu thì khuyên bảo họ thoát ra. Người vào lưới tà kiến thì chỉ họ dùng kiếm trí huệ. Người trụ ở thành ba cõi thì chỉ các cửa giải thoát. Người gặp hiểm nạn thì chỉ chỗ an ổn. Người sợ giặc kiết sử thì ban cho pháp vô ý. Người đọa đường ác thì trao cho tay tử bi. Người bị hại về năm uẩn thì chỉ thành niết bàn. Với người bị ràng buộc trong 18 giới thì dùng thánh đạo để mở. Người chấp trước vào tụ lạc sáu xứ trống rỗng thì dùng trí huệ quang minh chỉ dẫn họ thoát ra. Người trụ nơi tà đạo thì khiến cho họ vào chánh đạo. Người gần gũi bạn ác thì chỉ cho họ bạn lành. Người thích pháp phàm phu thì dạy họ pháp thánh nhân. Người chấp sinh tử thì khiến cho họ hướng về thành nhất thiết trí. Bồ Tát Di Lặc lại nói, đại chúng, vị đồng tử này, vì những người bị bốn dòng cuốn trôi mà tạo thuyền pháp lớn để cứu vớt chúng sinh trong bốn dòng đó, vì những người bị bùn lầy kiến chấp nhấn chìm mà kiến lập cầu pháp lớn khiến cho họ an toàn đi đến bờ bên kia, vì những người bị ngu si đen tối hôn mê mà thấy họ thắp sáng đèn đại trí huệ, chiếu phá đen tối đắc được trí huệ quang minh, vì những người đi trong đồng hoang sinh tử mà khai thị con đường của bậc thánh nhân đi khiến cho họ lìa khổ được vui, vì những người mang bệnh nặng phiền não mà điều hòa thuốc Phật Pháp để chữa trị bệnh nhiệt của họ, vì những người gặp khổ sinh già bệnh chết cho họ uống nước cam lồ khiến cho họ được an ổn chẳng còn mọi sự khổ, vì những người vào lửa tham lam sân hận ngu si mà tưới nước định lực
khiến cho họ được mát mẻ, diệt trừ tham sân si. Chúng sinh nhiều lo buồn phiền não thì an ủi họ, khuyên giải họ, khiến cho họ an vui. Chúng sinh bị nhốt trong ngục tù ba cõi thì chỉ bày họ, khuyên bảo họ, khiến cho họ thoát ra khỏi ngục ba cõi. Chúng sinh vào lưới tà kiến thì chỉ cho họ dùng kiếm trí huệ, chặt đứt lưới tà kiến, khiến cho họ đắc được tự tại. Chúng sinh trụ ở trong thành ba cõi thì chỉ bày cho họ các cửa giải thoát, sớm được lìa khỏi biển khổ. Chúng sinh gặp nguy hiểm hoạn nạn thì chỉ dẫn cho họ chỗ an ổn, không còn bị nguy hiểm về tánh mạng. Chúng sinh sợ giặc kiết sử thì ban cho pháp môn không sợ hãi, khiến cho họ giải trừ tất cả tặc phiền não. Chúng sinh đoạn lạc trong bốn đường ác thì duỗi tay từ bi cứu họ thoát khỏi biển khổ. Chúng sinh bị hại về năm uẩn thì chỉ bày cho họ con đường niết bàn, khiến cho họ đến được bờ bên kia. Chúng sinh bị ràng buộc trong 18 giới hoặc tam giới thì dùng thánh đạo để giải thoát, khiến cho họ thoát khỏi mê hoặc. Chúng sinh chấp trước vào tụ lạc sáu xứ trống rỗng thì dùng trí huệ quang minh để chỉ dẫn họ thoát ra. Sáu xứ có thể nói là sáu căn, sáu trần, sáu nẻo luân hồi, vân vân. Chúng sinh trụ trong lưới tà kiến thì khiến cho họ vào chánh kiến, đi trên con đường chánh đạo. Chúng sinh gần gũi ác tri thức thì chỉ cho họ phải gần gũi thiện tri thức. Chúng sinh thích pháp phàm phù ô nhiễm thì dạy họ pháp thánh nhân, phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. Chúng sinh chấp trước sinh tử thì khiến cho họ hướng về thành nhất thiết trí. Đại chúng, vị đồng tử này luôn dùng những hạnh này cứu hộ chúng sinh, phát tâm bồ đề chưa từng ngừng nghỉ, cầu đạo đại thừa chưa từng lười mỏi, uống nước các pháp không sinh nhảm đủ, luôn sinh tinh tấn tích tập hạnh trợ đạo, thưởng thích tất cả pháp môn thanh tịnh, tu Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ tinh tấn, thành tựu viên mãn các nguyện, khéo thực hành phương tiện, thấy thiện tri thức, tâm không nhảm đủ, phụng thờ thiện tri thức, thần không lười mỏi, nghe thiện tri thức chỉ dạy, thường thích thuận theo, chưa từng trái nghịch. Bồ Tát Di Lặc lại nói, đại chúng, vị đồng tử này luôn dùng những hạnh môn này cứu hộ tất cả chúng sinh, phát tâm đại bồ đề không ngừng nghỉ, cầu đạo đại thừa chưa từng lười mỏi, uống nước tất cả pháp không sinh tâm nhảm đủ, luôn sinh tinh tấn tích tập hạnh trợ đạo, thường thường hoan hỷ tất cả pháp môn thanh tịnh, sinh tu Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ tinh tấn, thành tựu viên mãn các nguyện, khéo thực hành phương tiện, hết thảy pháp môn, luôn gần gũi thiện tri thức, tâm không nhảm đủ, luôn phụng thờ thiện tri thức, thân không lười mỏi, nghe thiện tri thức chỉ dạy, thường tu hành theo, tất cả đều thuận hành theo, chưa từng trái nghịch. Đối với thiện tri thức, tất cùng tất kính, chưa từng trái nghịch thiện tri thức giáo hóa. Đại chúng, nếu có chúng sinh phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thật là ít có. Nếu phát tâm rồi lại tinh tấn phương tiện như vậy, tích tập các Phật Pháp thì càng ít có. Lại có thể cầu Bồ Tát Đạo như vậy, lại có thể thanh tịnh Bồ Tát Hạnh như vậy, lại có thể phụng sự thiện tri thức như vậy, lại có thể cứu đầu cháy như vậy, lại có thể thuận thiện tri thức dạy như vậy, lại có thể kiên cố tu hành như vậy, lại có thể tích tập bồ đề phần như vậy, lại có thể chẳng cầu tất cả danh văn lợi dưỡng như vậy, lại có thể chẳng bỏ tâm Bồ Tát thuần nhất như vậy, lại chẳng thích nhà cửa như vậy, chẳng chấp dục lạc, chẳng lưu luyến cha mẹ thân thuộc tri thức, nhưng thích tìm cầu Bồ Tát làm bạn lành, lại có thể chẳng đoái hoài đến thân mạng như vậy, chỉ muốn sinh tu đạo nhất thiết trí, nên biết dần dần càng khó được hơn. Bồ Tát Di Lặc lại nói, đại chúng, nếu có chúng sinh phát tâm an nậu đa la tam miệng tam bồ đề, đây thật là việc ít có. Nếu như phát tâm rồi, lại tinh tấn phương tiện như vậy, tích tập pháp của tất cả chư Phật nói, thì càng ít có hơn, lại có thể cầu Bồ Tát Đạo như vậy, lại có thể thanh tịnh Bồ Tát Hạnh như vậy, lại có thể phụng sự thiện tri thức như vậy, lại có thể cấp tốc cứu đầu cháy như vậy, lại có thể tùy thuận thiện tri thức giáo hóa như vậy, lại có thể kiên cố tu hành như vậy, lại có thể tích tập bồ đề phần như vậy, lại có thể chẳng cầu tất cả danh văn lợi dưỡng như vậy, lại có thể chẳng bỏ tâm Bồ Tát thuần nhất như vậy, lại chẳng thích nhà cửa như vậy, chẳng chấp dục lạc, chẳng lưu luyến cha mẹ thân thuộc tri thức, xuất gia tu đạo nhưng thích tìm cầu Bồ Tát làm bạn lành, lại có thể chẳng đoái hoài đến thân mạng như vậy, chỉ muốn sinh tu đạo nhất thiết trí nên biết dần dần đi các nơi cầu pháp càng khó được hơn. Đại chúng, các Bồ Tát khác trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp mới có thể viên mãn đầy đủ hạnh nguyện Bồ Tát, mới có thể gần gũi chư Phật Bồ Đề, nhưng vị đồng tử này nội trong một đời thì có thể tịnh cõi Phật,
có thể giáo hóa chúng sinh, có thể dùng trí huệ thâm nhập pháp giới, có thể thành tựu các ba la mật, có thể tăng trưởng tất cả các hạnh, có thể viên mãn tất cả đại nguyện, có thể vượt ra tất cả ma nghiệp, có thể phụng thờ tất cả thiện tri thức, có thể thanh tịnh các Bồ Tát đạo, có thể đầy đủ các hạnh phổ hiền. Bồ Tát Di Lặc lại nói: Đại chúng, các Bồ Tát khác trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ước na do tha kiếp mới có thể viên mãn đầy đủ hạnh nguyện Bồ Tát, mới có thể gần gũi chư Phật Bồ Đề, nhưng vị đồng tử này nội trong một đời thì có thể thanh tịnh cõi Phật, có thể giáo hóa chúng sinh, có thể dùng trí huệ thâm nhập pháp giới, có thể thành tựu các pháp ba la mật, có thể tăng trưởng tất cả các hạnh, có thể viên mãn tất cả đại nguyện, có thể vượt ra tất cả ma nghiệp, có thể phụng thờ tất cả thiện tri thức, có thể thanh tịnh các Bồ Tát đạo, có thể đầy đủ các hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu. Bấy giờ Đại Bồ Tát Di Lặc khen ngợi thiện tài đồng tử đủ thứ công đức như vậy rồi, khiến cho vô lượng trăm ngàn chúng sinh phát tâm Bồ Đề, rồi bảo thiện tài rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi vì lợi ích tất cả thế gian, ngươi vì cứu hộ tất cả chúng sinh, ngươi vì siêng cầu tất cả Phật pháp mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Lúc đó Đại Bồ Tát Di Lặc tán thán khen ngợi thiện tài đồng tử đủ thứ công đức như vậy rồi, khiến cho vô lượng trăm ngàn chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, rồi bảo thiện tài đồng tử rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi vì muốn lợi ích tất cả thế gian, ngươi vì cứu hộ tất cả chúng sinh, ngươi vì siêng cầu tất cả Phật pháp mà phát tâm A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, ngươi đắc được lợi lành, ngươi khéo được thân người, ngươi khéo trụ thọ mạng, ngươi khéo gặp Như Lai xuất hiện ra đời, ngươi khéo gặp Văn Thù Sư Lợi đại thiện tri thức. Thân người là thiện khí, được các căn lành đượm nhuần, người được pháp trắng nuôi lớn, hết thảy sự hiểu biết tham muốn đều đã thanh tịnh, đã được chư Phật cùng hộ niệm, đã được thiện tri thức cùng nhiếp thọ. Thiện nam tử, ngươi đã đắc được lợi lành tốt nhất, ngươi lại khéo được thân người, ngươi lại khéo trụ thọ mạng, ngươi lại khéo gặp Như Lai xuất hiện ra đời, ngươi lại khéo gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại thiện tri thức. Thân ngươi là pháp khí, được các căn lành đượm nhuần, ngươi được pháp trắng tịnh nuôi lớn, hết thảy dục niệm đều đã hoàn toàn thanh tịnh, đã được chư Phật cùng hộ niệm, đã được thiện tri thức cùng nhiếp thọ. Tại sao vậy, thiện nam tử? Vì Bồ Đề tâm như hạt giống hay sinh ra tất cả các Phật pháp. Bồ Đề tâm như ruộng tốt, vì hay nuôi lớn chúng sinh pháp trắng tịnh. Bồ Đề tâm như đại địa, vì hay giữ gìn tất cả các thế gian. Đây là nguyên nhân gì? Vì ngươi đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Vì Bồ Đề tâm đầy đủ công đức. Bồ Đề tâm là gì? Bồ Đề tâm là tiếng Phạn, dịch là giác đạo, tức là con đường giác ngộ, cũng là con đường quang minh, cũng là con đường rốt ráo, cũng là con đường an ổn, cũng là con đường đi đến quả vị Phật vô thượng. Tóm lại tức là bốn hoằng thệ nguyện: 1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ; 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn; 3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học; 4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nói tóm lại là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, dùng 221 thứ sự vật để ví như Bồ Đề tâm, 118 dụ trước nói rõ Bồ Đề tâm thủ thắng công đức cao bằng Phật quả, 103 dụ sau nói rõ Bồ Đề tâm tự tại công đức rộng nhiều vô lượng. Bồ Tát Di Lặc lại nói với thiện tài đồng tử: Thiện nam tử, Bồ Đề tâm như hạt giống, vì hay sinh ra tất cả các Phật pháp. Bồ Đề tâm như ruộng tốt, vì hay nuôi lớn tất cả chúng sinh pháp trắng tịnh. Bồ Đề tâm như đại địa, vì hay giữ gìn tất cả thế gian vạn vật. Ba dụ này tức chủng tánh trụ như hạt giống ruộng đất, đều nghĩa là hạt giống sinh. Bồ Đề tâm như nước thanh tịnh, vì hay rửa sạch tất cả dơ phiền não. Bồ Đề tâm như gió lớn, vì khắp cùng thế gian không chướng ngại. Bồ Đề tâm như lửa mạnh, vì hay thiêu đốt tất cả củi các kiến. Bồ Đề tâm như mặt trời sáng, vì chiếu khắp tất cả các thế gian. Bồ Đề tâm như vầng trăng sáng, vì các pháp trắng tịnh đều viên mãn. Bồ Đề tâm như đèn sáng, vì hay phóng ra đủ thứ pháp quang minh. Bồ Đề tâm như nước thanh tịnh, vì hay rửa sạch tất cả bụi dơ phiền não. Bồ Đề tâm như gió lớn, vì khắp cùng thế gian không chướng ngại. Bồ Đề tâm như lửa mạnh, vì hay thiêu sạch tất cả củi các kiến. Bồ Đề tâm như mặt trời trong sáng, vì chiếu khắp tất cả các thế gian. Bồ Đề tâm như vầng trăng sáng, vì các pháp trắng tịnh thảy đều viên mãn. Bồ Đề tâm như đèn sáng, vì hay phóng ra đủ thứ pháp quang minh. Sáu dụ này nói rõ lợi ích trong thắng giải hạnh trụ. Bồ Đề tâm như mắt thanh tịnh, vì thấy khắp tất cả chỗ an nguy.
Bồ đề tâm như đại đạo vì khắp khiến được vào thành đại trí. Bồ đề tâm như con đường tránh vì khiến cho lìa khỏi các tà pháp. Bồ đề tâm như xe lớn vì khắp trên trời các Bồ Tát. Bồ đề tâm như cửa nẻo vì khai thị tất cả Bồ Tát hạnh. Bồ đề tâm như cung điện vì an trụ tu tập pháp tam muội. Bồ đề tâm như vườn tược vì ở trong đó dạo chơi thọ pháp lạc. Bồ đề tâm như ngôi nhà vì an ổn tất cả các chúng sinh. Bồ đề tâm là chỗ trở về vì lợi ích tất cả các thế gian. Bồ đề tâm là chỗ nương tựa vì là chỗ nương tựa của các Bồ Tát hạnh. Bồ đề tâm như cha lành vì dạy dỗ tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như mẹ hiền vì sinh trưởng tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như nhũ mẫu vì nuôi lớn tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như bạn lành vì thành tựu lợi ích tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như vua chúa vì hơn hẳn tất cả người nhị thừa. Bồ đề tâm như đế vương vì trong tất cả nguyện được tự tại. Bồ đề tâm như mắt thanh tịnh vì thấy khắp tất cả chỗ an toàn và nguy hiểm. Bồ đề tâm như đại đạo bằng phẳng vì khắp khiến cho tất cả chúng sinh từ con đường ngu si đi vào thành đại trí huệ quang minh, tức cũng là từ tư tưởng ngu si đen tối có thể biến thành tư tưởng trí huệ quang minh. Bồ đề tâm như con đường tránh vì khiến cho lìa khỏi các tà pháp, tà tri tà kiến. Bồ đề tâm như xe lớn vì khắp chuyên trở các Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa hoặc đến đẳng giác, diệu giác. Bồ đề tâm như cửa nẻo vì khai thị tất cả Bồ Tát hạnh. Bồ đề tâm như cung điện vì an trụ tu tập trong pháp tam muội. Bồ đề tâm như vườn tược vì ở trong đó dạo chơi hưởng thọ tất cả pháp lạc. Bồ đề tâm như ngôi nhà vì hay khiến tất cả chúng sinh vui vẻ an lạc. Bồ đề tâm là chỗ trở về vì hay lợi ích tất cả chúng sinh thế gian đều khổ được vui. Bồ đề tâm là chỗ nương tựa vì là chỗ nương tựa của các Bồ Tát hạnh. Bồ đề tâm như cha lành vì hay dạy dỗ tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như mẹ hiền vì hay sinh trưởng tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như nhũ mẫu vì hay nuôi lớn tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như bạn lành vì hay thành tựu lợi ích tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như vua chúa vì hơn hẳn tất cả người nhị thừa. Bồ đề tâm như đế vương vì trong tất cả nguyện đều được tự tại. 18 dụ này là cực hỷ tăng thượng trụ. Bồ đề tâm như biển cả vì tất cả công đức đều chảy vào. Bồ đề tâm như núi tu di vì tâm bình đẳng đối với các chúng sinh. Bồ đề tâm như núi thiết vi vì nhiếp trì tất cả các thế gian. Bồ đề tâm như núi tuyết vì nuôi lớn tất cả thuốc trí huệ. Bồ đề tâm như núi hương vì sinh ra tất cả hương công đức. Bồ đề tâm như hư không vì các diệu công đức rộng vô biên. Bồ đề tâm như hoa sen vì chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian. Bồ đề tâm như biển cả vì tất cả công đức đều chảy vào trong biển Bồ đề. Bồ đề tâm như núi tu di vì tâm bình đẳng đối với hết thảy tất cả chúng sinh. Bồ đề tâm như núi thiết vi vì nhiếp trì tất cả các thế gian. Bồ đề tâm như núi tuyết vì nuôi lớn tất cả thuốc trí huệ. Bồ đề tâm như núi hương vì sinh ra tất cả hương công đức. Bồ đề tâm như hư không vì hay dung nạp tất cả diệu công đức rộng lớn vô biên. Bồ đề tâm như hoa sen vì chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian. Bảy dụ này là giới tăng thượng trụ. Bồ đề tâm như voi điều phục thông minh vì tâm ý thuận lành chẳng ngang trái. Bồ đề tâm như ngựa hiền giỏi vì xa lìa tất cả các tánh ác. Bồ đề tâm như điều ngự sư vì giữ gìn tất cả pháp đại thừa. Bồ đề tâm như thuốc hay vì trị được tất cả bệnh phiền não. Bồ đề tâm như hố sâu vì chôn vùi tất cả các pháp ác. Bồ đề tâm như kim cang vì có thể xuyên thấu tất cả pháp. Bồ đề tâm như chấp hương vì có thể đựng tất cả hương công đức. Bồ đề tâm như hoa đẹp vì tất cả thế gian đều thích nhìn. Bồ đề tâm như chiên đàn trắng vì diệt trừ nóng các dục khiến cho được mát mẻ. Bồ đề tâm như hương trầm đen vì có thể xông khắp cùng pháp giới. Bồ đề tâm như voi điều phục thông minh vì tâm của nó rất thuận lành, chẳng ngang trái. Bồ đề tâm như ngựa hiền giỏi vì xa lìa tất cả tánh ác. Bồ đề tâm như điều ngự sư vì giữ gìn tất cả pháp đại thừa. Bồ đề tâm như thuốc hay vì chữa trị được tất cả bệnh phiền não. Bồ đề tâm như hố sâu vì chôn vùi tất cả các pháp ác. Bồ đề tâm như kim cang vì có thể xuyên thấu tất cả pháp. Bồ đề tâm như chấp hương vì có thể đựng tất cả hương công đức. Bồ đề tâm như hoa đẹp vì hay khiến cho tất cả thế gian đều thích nhìn. Bồ đề tâm như chiên đàn trắng vì hay diệt trừ nóng các dục phiền não khiến cho được mát mẻ. Bồ đề tâm như hương trầm đen vì có thể xông khắp cùng pháp giới. 10 dụ này là tăng thượng tấp trụ. Bồ đề tâm như thiện kiến dược vương vì
vì hay phá trừ tất cả bệnh phiền não. Bồ đề tâm như thuốc tỳ cấp ma, vì hay nhổ tất cả mũi tên mê hoặc. Bồ đề tâm như đế thích, vì tôn quý nhất trong tất cả vua chúa. Bồ đề tâm như tỳ sa môn, vì hay đoạn trừ tất cả khổ bần cùng. Bồ đề tâm như công đức trời, vì được tất cả công đức trang nghiêm. Bồ đề tâm như đồ trang nghiêm, vì hay trang nghiêm tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như lửa kiếp thiêu, vì hay thiêu đốt tất cả các hữu vi. Bồ đề tâm như thuốc vô sinh căn, vì hay dưỡng lớn tất cả các Phật Pháp. Bồ đề tâm như long châu, vì hay tiêu trừ tất cả độc phiền não. Bồ đề tâm như thủy thanh châu, vì hay thanh tịnh tất cả trược phiền não. Bồ đề tâm như thiện kiến dược vương, vì hay phá trừ tất cả bệnh phiền não. Bồ đề tâm như thuốc tỳ cấp ma, vì hay nhổ ra tất cả mũi tên mê hoặc. Bồ đề tâm như trời đế thích, vì tôn quý nhất trong tất cả vua chúa. Bồ đề tâm như tỳ sa môn đa văn thiên vương, vì hay đoạn trừ tất cả khổ bần cùng. Bồ đề tâm như công đức trời, vì được tất cả công đức trang nghiêm. Bồ đề tâm như đồ trang nghiêm, vì hay trang nghiêm tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như lửa kiếp thiêu, vì hay thiêu đốt tất cả pháp hữu vi. Bồ đề tâm như thuốc vô sinh căn, vì hay dưỡng lớn tất cả Phật Pháp. Bồ đề tâm như long châu, vì hay tiêu trừ tất cả độc phiền não. Bồ đề tâm như thủy thanh châu, vì hay thanh tịnh tất cả trược phiền não. Mười dụ này là giác phần tương ưng tăng thượng hệ trụ. Bồ đề tâm như châu như ý, vì hay chu cấp tất cả cho người nghèo thiếu. Bồ đề tâm như bình công đức, vì hay đầy đủ tất cả tâm chúng sinh. Bồ đề tâm như cây như ý, vì hay mưa xuống tất cả đồ trang nghiêm. Bồ đề tâm như áo lông ngỗng, vì chẳng dính tất cả dơ sinh tử. Bồ đề tâm như chỉ trắng dạ, vì từ xưa đến nay tánh thanh tịnh. Bồ đề tâm như lưỡi cày sắc bén, vì hay cày cấy tất cả ruộng chúng sinh. Bồ đề tâm như na la diên, vì hay thôi phục tất cả địch ngã kiến. Bồ đề tâm như mũi tên đi mau, vì hay phá tan tất cả đích các khổ. Bồ đề tâm như mâu nhọn, vì hay xuyên thủng tất cả giáp phiền não. Bồ đề tâm như giáp kiên cố, vì hay bảo hộ tất cả tâm như lý. Bồ đề tâm như châu như ý, vì hay chu cấp tất cả cho người nghèo thiếu. Bồ đề tâm như bình công đức, vì hay đầy đủ tất cả tâm chúng sinh. Bồ đề tâm như cây như ý, vì hay mưa xuống tất cả đồ trang nghiêm. Bồ đề tâm như áo lông ngỗng, vì chẳng dính tất cả bụi dơ sinh tử. Bồ đề tâm như chỉ trắng dạ, vì từ xưa đến nay tánh thanh tịnh. Bồ đề tâm như lưỡi cày sắc bén, vì hay cày cấy tất cả ruộng tâm chúng sinh. Bồ đề tâm như na la diên kiên cố, vì hay hàng phục tất cả địch ngã kiến. Bồ đề tâm như mũi tên đi mau, vì hay phá tan tất cả đích các khổ. Bồ đề tâm như mâu nhọn, vì hay xuyên thủng tất cả giác phiền não. Bồ đề tâm như giác kiên cố, vì hay bảo hộ tất cả tâm như lý. Mười dụ này là các đế tương ưng tầng thượng trụ. Bồ đề tâm như đao bén, vì hay chém tất cả đầu phiền não. Bồ đề tâm như kiếm bén, vì hay chặt đứt tất cả áo giáp kiêu mạn. Bồ đề tâm như tràng dũng tướng, vì hay hàng phục tất cả ma quân. Bồ đề tâm như cưa bén, vì hay cưa đứt tất cả cây vô minh. Bồ đề tâm như búa bén, vì hay bừa tất cả cây các khổ. Bồ đề tâm như binh gậy, vì hay đề phòng tất cả các khổ nạn. Bồ đề tâm như tay khéo, vì hay phòng hộ tất cả các độ thân. Bồ đề tâm như chân tốt, vì hay an lập tất cả các công đức. Bồ đề tâm như thuốc tha mắt, vì hay diệt trừ tất cả mảng vô minh. Bồ đề tâm như kiểm nhiếp, vì hay nhổ tất cả gai thân kiến. Bồ đề tâm như đao bén, vì hay chém tất cả đầu phiền não. Bồ đề tâm như kiếm bén, vì hay chặt đứt tất cả áo giáp kiêu mạn. Bồ đề tâm như tràng dũng tướng, vì hay hàng phục tất cả ma quân. Bồ đề tâm như cưa bén, vì hay cưa đứt tất cả cây vô minh. Bồ đề tâm như búa bén, vì hay bừa tất cả cây các khổ. Bồ đề tâm như binh gậy, vì hay đề phòng tất cả khổ nạn. Bồ đề tâm như tay khéo, vì hay phòng hộ tất cả các độ thân. Bồ đề tâm như chân tốt, vì hay an lập tất cả các công đức. Bồ đề tâm như thuốc thoa mắt, vì hay diệt trừ tất cả mảng vô minh. Bồ đề tâm như kiểm nhiếp, vì hay nhổ lên tất cả gai thân kiến. Mười dụ này là minh duyên khởi lưu truyền, chỉ tức tương ưng tăng thượng trụ. Bồ đề tâm như ngọa cụ, vì hay dứt trừ các lao khổ sinh tử. Bồ đề tâm như thiện tri thức, vì hay mở tất cả trói sinh tử. Bồ đề tâm như châu báu tiền tài, vì hay diệt trừ tất cả sự bần cùng. Bồ đề tâm như đại đạo sư, vì hay khéo biết đạo xuất yếu của Bồ Tát.
Bồ đề tâm như Phục Tạng, vì hay sinh ra công đức tài không thiếu thốn. Bồ đề tâm như suối vọt, vì hay sinh ra nước trí huệ không cùng tận. Bồ đề tâm như gương sáng, vì hay khắc hiện tất cả hình bóng pháp môn. Bồ đề tâm như hoa sen, vì chẳng nhiễm tất cả các tội cấu. Bồ đề tâm như sông lớn, vì chảy dẫn tất cả độ nhiếp pháp. Bồ đề tâm như đại long vương, vì hay mưa xuống tất cả mưa diệu pháp. Bồ đề tâm như ngọa cụ, vì hay dứt trừ tất cả lao khổ sinh tử. Bồ đề tâm như thiện tri thức, vì hay cởi mở tất cả trói sinh tử. Bồ đề tâm như châu báu tiền tài, vì hay diệt trừ tất cả sự bần cùng. Bồ đề tâm như đại đạo sư, vì khéo biết được đạo xuất yếu của Bồ Tát. Bồ đề tâm như Phục Tạng, kho tàng dưới đất, vì hay sinh ra công đức tài không thiếu thốn. Bồ đề tâm như suối vọt, vì hay sinh ra nước trí huệ không cùng tận. Bồ đề tâm như gương sáng, vì hay khắc hiện tất cả hình bóng pháp môn. Bồ đề tâm như hoa sen, vì chẳng nhiễm tất cả tội cấu. Bồ đề tâm như sông lớn, vì chảy dẫn tất cả độ nhiếp pháp. Bồ đề tâm như đại long vương, vì hay mưa xuống tất cả mưa diệu pháp. Mười dụ này mình vô tướng hữu công dụng trụ. Bồ đề tâm như mạng căn, vì nhậm trì thân đại bi của Bồ Tát. Bồ đề tâm như cam lồ, vì hay khiến an trụ trong cõi bất tử. Bồ đề tâm như lưới lớn, vì nhiếp khắp tất cả các chúng sinh. Bồ đề tâm như dây thừng, vì nhiếp lấy tất cả chúng sinh đáng được hóa độ. Bồ đề tâm như câu mồi, vì cứu thoát những kẻ ở trong vực sâu ba cõi. Bồ đề tâm như thuốc A Già Đà, vì hay khiến cho người không bệnh vĩnh viễn được an ổn. Bồ đề tâm như thuốc trừ độc, vì hay tiêu trừ hết độc tham ái. Bồ đề tâm như khéo chỉ chú, vì hay trừ diệt tất cả độc điên đảo. Bồ đề tâm như gió mạnh, vì hay thổi bay tất cả mù cát trướng. Bồ đề tâm như châu báu lớn, vì hay sinh ra tất cả báu giác phần. Bồ đề tâm như mạng căn, vì nhậm trì thân đại bi của Bồ Tát. Bồ đề tâm như nước cam lồ, vì hay khiến an trụ ở trong cõi bất tử. Bồ đề tâm như lưới lớn, vì nhiếp khắp hết thảy tất cả chúng sinh. Bồ đề tâm như dây thừng, vì nhiếp lấy tất cả chúng sinh đáng được hóa độ. Bồ đề tâm như câu mồi, vì cứu thoát chúng sinh ở trong vực sâu ba cõi. Bồ đề tâm như thuốc A Già Đà bất tử, vì hay khiến cho chúng sinh không bệnh vĩnh viễn được an ổn. Bồ đề tâm như thuốc trừ độc, vì hoàn toàn tiêu trừ hết độc tham ái. Bồ đề tâm như khéo trì trú, vì trừ diệt được tất cả độc điên đảo. Bồ đề tâm như gió mạnh, vì hay thổi bay tất cả mù các chướng. Bồ đề tâm như châu báu lớn, vì hay sinh ra tất cả báu giác phần. Mười dụ này mình vô tướng vô cộng dụng trụ. Bồ đề tâm như giống tánh tốt, vì sinh ra tất cả pháp trắng tịnh. Bồ đề tâm như nhà ở, vì chỗ nương tựa của các pháp công đức. Bồ đề tâm như thị trường, vì là chỗ giao dịch của Bồ Tát thương nhân. Bồ đề tâm như thuốc luyện vàng, vì hay trị tất cả dơ phiền não. Bồ đề tâm như mật tốt, vì viên mãn tất cả vị công đức. Bồ đề tâm như chánh đạo, vì khiến cho các Bồ Tát vào thành trí huệ. Bồ đề tâm như đồ đựng tốt, vì hay giữ gìn tất cả pháp trắng tịnh. Bồ đề tâm như mưa đúng thời, vì hay diệt trừ tất cả bụi phiền não. Bồ đề tâm tức là trụ xứ, vì là chỗ trụ xứ của tất cả Bồ Tát. Bồ đề tâm tức là thọ hạnh, vì chẳng thủ lấy giải thoát quả thanh văn. Bồ đề tâm như giống tánh tốt, vì hay sinh ra tất cả pháp trắng tịnh. Bồ đề tâm như nhà ở, vì hay làm chỗ nương tựa của tất cả pháp công đức. Bồ đề tâm như thị trường, vì là chỗ giao dịch của Bồ Tát thường nhân. Bồ đề tâm như thuốc luyện vàng, vì hay chữa trị tất cả dơ phiền não. Bồ đề tâm như mật tốt, vì viên mãn tất cả vị công đức. Bồ đề tâm như chánh đạo, vì hay khiến cho tất cả Bồ Tát vào thành trí huệ. Bồ đề tâm như đồ đựng tốt, vì hay giữ gìn tất cả pháp trắng tịnh. Bồ đề tâm như mưa đúng thời, vì hay diệt trừ tất cả bụi phiền não. Bồ đề tâm như là trụ xứ, vì là chỗ trụ xứ của tất cả Bồ Tát. Bồ đề tâm như là thọ hạnh, vì chẳng thủ lấy quả thanh văn giải thoát. Mười dụ này là mình vô ngại giải trụ. Chúng ta người tu hành quan trọng nhất là phát Bồ đề tâm. Phát Bồ đề tâm mới có thể thành tựu đạo quả, mới có thể tiếp tục công đức, mới có thể khai mở đại trí huệ, mới có thể đắc được đại tự tại. Bất quá trên con đường tu hành có rất nhiều sự chướng ngại. Nếu có thể phát tâm đại Bồ đề thì mới có thể tiêu diệt tất cả chướng ngại. Nhưng có người phát Bồ đề tâm chân thật, cũng có người phát Bồ đề tâm hư vọng, cũng có người vì cầu danh cầu lợi mà phát Bồ đề tâm, cũng có người vì sinh tử mà phát Bồ đề tâm, cùng phát Bồ đề tâm mà mục đích khác nhau.
chùa Kim Sơn có 4 vị tỳ kheo tam bộ nhất bái. Lần thứ nhất là từ San Francisco, Tam Phàn Thị lại đến Seattle, Tây Nhạ Đồ. Hành trình dài 1.000 dặm, thời gian lại 1 năm mới xong. Khi có các ký giả truyền thông phỏng vấn thì các vị đó rất cao hứng, có sự háo danh. Đây chẳng phải là vì sinh tử mà lại, là vì danh mà lại. Lần thứ hai từ Los Angeles lại đến Vạn Phật Thành, hành trình dài 800 dặm, thời gian lại 2 năm rưỡi thì đến Vạn Phật Thành. Hai vị này không nói chuyện, không hy vọng ký giả truyền thông phỏng vấn, chẳng cầu danh, chẳng cầu lợi. Tâm cam tình nguyện vì cầu cho thế giới hòa bình mà lại là chân pháp Bồ Đề Tâm. Do đó có câu, khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sinh, nghĩa là mở miệng thần khí tán, lưỡi động sinh thị phi. Hai vị hành giả biết chân lý này, cho nên hai vị hành giả này chẳng những chẳng nói chuyện với người ngoài, mà ngay cả hai người họ cũng không nói chuyện, cũng rất ít biên chép. Hai người này biết cảnh giới, nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân giá. Nghĩa là một niệm không sinh toàn thể hiện, sáu căn giới động bị mây che. Lại một cách chân thật, chuyên một lòng lại đến Vạn Phật Thành. Tinh thần này thật là đáng quý. Các vị hãy nghĩ xem, hai người họ không nói chuyện, đâu có thời giờ đâu mà nói chuyện. Thái độ của hai người này rất là lương thiện, nhu hòa. Một chút nổi giận cũng không có, một chút phiền não cũng không có. Hai người họ suốt ngày kiềm thành lạnh, chẳng giải đãi, chẳng phô diễn, nhưng vẫn cảm thấy thời gian không đủ. Mỗi ngày lại tăng thêm 2 tiếng. Kế hoạch sẽ hoàn thành tâm nguyện trước ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia ngày 19 tháng 9 âm lịch. Hai vị hành giả này cùng hành thật tiễn lại một cách chân thật, không thể nói không có chút vọng tưởng nào. Vọng tưởng vẫn có nhưng ít thôi. Hai vị này có khai mở trí huệ và kiến giải rất cứu kính. Lúc này sự tu hành của hai vị này đáng làm gương. Nếu còn không phát tâm Bồ Đề thì thật là bỏ qua cơ hội trước mắt. Hai vị hành giả này là hiện thân thuyết pháp cho mọi người, nói với mọi người tu hành nhất định phải chân thật, cước đạp thật địa, không thể lười biếng giải đãi, không thể sợ khổ cực, bằng không sẽ không có sự thành tựu. Trong đoạn kinh Vạn Phát Bồ Đề Tâm này nói rất rõ ràng, người xuất gia nhất định phải phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta nên hồi quang phản chiếu, hãy tự hỏi mình, cứu kính xuất gia là để làm gì? Phải chăng tôi vì danh mà xuất gia, hoặc là vì lợi mà xuất gia? Người xuất gia chẳng có danh gì để cầu, chẳng có lợi gì để lấy. Tôi vì sinh tử mà xuất gia, vậy tại sao chẳng tu hành? Tại sao để thời gian trôi qua lãng phí, suốt ngày đến tối cứ chạy theo dục niệm? Mọi người hãy chú ý, phải vì sinh tử mà phát Bồ Đề Tâm. Đây là một đại sự quan trọng nhất của đời người. Nên nhớ, nên nhớ.